Chào ông, tôi là Vinh Đức, cậu ba nhà họ Trần. Chào ông, đây là giấy khám xét. Sở phái chúng tôi xuống đây vì có thông tin về một vụ vận chuyển không đúng chất lượng đã làm ảnh hưởng đến một số dựa lúa ở Cần Thơ mà gia đình ông vừa mới làm ăn gần đây. Theo điều tra thì đối tượng tình nghi là người thủ kho và người lái xe. Đây là chú ba tài xế. Còn kia là chú Lợi, thủ kho của gia đình. Tôi sẽ mời những người trong diện tình nghi về đồn cảnh sát để hỏi cung. Nếu tìm được thủ phạm thì các ông tính xử lý như thế nào? Chiếu theo luật thì đây là tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, buộc phải ngồi tù. Trời, cậu ba, cô Hân xin giúp đỡ chúng tôi. Cô ơi, giúp đỡ tôi. Chưa gì để xin giúp đỡ. Hay là hai người chính là thủ phạm? Dạ, thưa ông, tôi nghĩ trong chuyện này hình như đang có hiểu lầm mà. Không cần biết là có hiểu lầm gì. Tôi sẽ đưa hai nghi can về đồn để tiến hành điều tra. Mong gia đình hợp tác với cảnh sát. Đi. Dạ, khoan đã. Tôi biết cô Hân là quản gia của nhà này, nhưng cô nên để chúng tôi thi hành công vụ. Tôi xin ông nán lại một phút. Chú Lợi nè, lấy sổ sách ra đây. Dạ. Thưa cô, đây ạ. Đây là sổ sách nhập kho, tất cả đã được tôi kiểm tra. Nếu như có gì gian dối thì xin ông hãy bắt luôn cả tôi. Cô đừng có làm khó chúng tôi. Thật ra thì tôi vẫn không hiểu, nếu việc thất thoát lúa xảy ra thì chúng tôi phải là người báo cảnh sát trước nhất chứ. Ý cô là lượng lúa nhập vào kho hoàn toàn không vấn đề gì à? Dạ thưa, đúng vậy. Chẳng hay các ông nhận được tin này từ đâu vậy? Là từ một bức thư nạc danh. Nhưng do nhà họ Trần là danh gia nổi tiếng nhất vùng nên chúng tôi không thể nào làm ngơ được. Đây chỉ là nguồn tin thất thiệt. Xin lỗi, tôi không làm phiền gia đình ông nữa. Xin cảm ơn các ông vì đã quan tâm đặc biệt tới gia đình tôi. Xin chào ông. Chào ông.